Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khách đến từ nước ngoài, không còn là khách Việt Nam nữa. Hello, can you introduce a little bit about yourself? Yeah, sure. Thank you very much. I am from India. My name is Jitendra Singh and I am representing my company IG Aatreyas. I am visitor here. First time in Vietnam and first time in HortEx. Yeah, sure. Yeah, anh ấy đến từ Ấn Độ và anh ấy đến công ty, đến triển lãm HortEx là lần đầu tiên, và Việt Nam, Hồ Chí Minh cũng là lần đầu tiên anh ấy đến tìm kiếm những sản phẩm về nhà kính. Yes, thank you. So about this event, this event is very nice. So far, so good, and I am enjoying, really enjoying. I have seen many growers of flowers, fruits, vegetables, seed companies, greenhouse companies. So I am also from greenhouse company. My company is one of India's largest greenhouse manufacturer and material supplier. And yeah. Thank you. Công ty của anh ấy là một công ty hàng đầu ở Ấn Độ chuyên về nhà kính và các vật phẩm về nông nghiệp. Cho nên là anh ấy cảm thấy HortEx Việt Nam có rất là nhiều đa dạng, rất là nhiều sản phẩm nông sản cũng giống như là vật tư về ngành nông nghiệp. Yes. And how do you think that you will visit HortEx in 2024? I will participate as an exhibitor in the next event. This is what I thought, because Vietnam is very emerging market and bilateral relation between India and Vietnam is very excellent. So I want to take advantage of this, and surely in the next event we will participate as an exhibitor. Anh ấy nghĩ là trong năm sau anh ấy có thể trở thành một gian hàng ở đây, bởi vì thị trường Việt Nam rất là tiềm năng và triển lãm HortEx cũng rất là đáp ứng được nhu cầu của anh ấy. And thank you for your answers and hope you have a great experience here. Thank you.